Đó, cô chú ơi, cô chú ơi, bữa nay Chay đi bơi lại rồi nè. À, vui không, vui không, vui không? Gì đi, tự đi đi, nắm tay mẹ làm chi, tự đi đi. Nắm cho bả kìa. Tứ bông nhìn muốn giọng dễ sợ. Coi chân cẳng dẻ cho tới giờ luôn à. Ghê ghê, ừ, ghê ghê đó. Hả? Chơi đi con, chơi đồ chơi đi, chờ 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 tới lượt mình bơi. Wow, con này dữ vậy ta. Cho con này chơi. Ghê ghê đó. Cô chú ơi, Chay đang ăn sườn. Ăn sườn nữa. Ăn sườn đi con, cạp sườn cho cô chú coi đi con. Cạp sườn nữa. Cạp sườn đi. Cạp sườn nữa. Không cặp sườn nữa hả? Hồi nãy giờ cặp, giờ mới bấm máy lên quay con cặp nó làm sao? Trời đất ơi. Đây nè, chùi tay. Ủa kêu chùi tay với ai kêu nhả sườn? Nhả sườn rồi. Nhả sườn thôi. Người ta phát âm chuẩn lắm nha. Chữ sườn, sườn là sờ, ư ơ nờ ươn, sờn xương quần sườn đúng không? Là người ta nói chữ sườn. Mà mình á, mình miền Nam mình nói xương. Mình nói sườn là có chữ G. Con người ta là con người ta nói là sườn. Đúng không? Đúng không? Đúng không bồ ơi? Bồ. Nói nó không trả lời luôn. Ăn sườn đi bồ. Ăn sườn không? Ăn sườn không? Nào. Uống nước không? Nước uống nước không? Yeah. Ghê ghê hả? Đây nè, chùi tay. Chùi tay đi. Được, con làm gì hả? Ăn sườn. Trời ơi. Làm gì? Làm gì? Sườn. Đi. Dơ. Dơ. Dơ quá. Dơ. Ghê ghê đâu? Thấy. Đó, ghê ghê đó, sợ chưa? Có sợ ghê ghê không? Xỉu đi, xỉu. Sợ ghê ghê xỉu đi. Xỉu. Sợ ghê ghê xỉu đi chơi. Không ăn. Không ăn nữa hả? Không ăn kem nữa hả? Vậy thôi đi xuống nha. Đi xuống đi tắm với mẹ nha. Tắm không? Tắm không? Tắm không? Con nói dạ tắm. Đã đi trong đây nè, đây đi đây nè, xuống xuống xuống. Đã đi tắm đó. Đâu, đâu ham đi thiền. Mẹ đi tắm hả? No, body cam. Gương mặt nó kìa. Body cam first, and then me and baby đi cam. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi tắm. Đi tắm. Rồi con muốn làm gì? Con muốn chào cô chú hả? Không. Không muốn chào cô chú hả? Cái sau nãy mẹ con mẹ hồi nãy thì con chào, giờ con mẹ mở máy là người con nói con không chào, là sao? Con chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào cô chú. Ra giỡn không? Hồi nãy tắt cái máy thì đứng lại chào cô chú, bây giờ đưa máy lên không chào cô chú. Xạo sự dễ sợ luôn. Thôi đi ra đi, mày làm việc đi. Thank you gì? Thank you. Tự nhiên cái thank you. Ủa mày đang làm việc mà tự nhiên đi đâu trời? Hả? Sao? Chào cô chú đi. Chào cô chú đi rồi đi, chào cô chú đi. Chào chú. Chào chú. Đó. Sao? Đừng. Chào rồi. Nói gì quá trời vậy ta? Nói gì ạ? Nói kì dí rồi. Ba Ly bị quýnh rồi hả? Ba Ly bị quýnh hả? Ba Ly bị ông già bắt hả? Rớt rồi. Già bắt Ba Ly rồi hả? Rớt rồi. Chạy. Chạy đâu? Chạy ghê quá. Rồi ai làm cái này đây? Chạy sương môi. Sương môi vậy hả? Coi được không? Anh à, mô vật hả? Con kêu unicorn nạ đi. Con kêu unicorn đi. Sao? Con kêu unicorn nạ đi. Unicorn ơi! Ai mua cho con unicorn này? Mẹ.
Ai mua? Đúng rồi. Màu gì đấy? Bảy à, màu gì? Pink. Pink, đúng rồi. Màu này màu gì? Blue. Ồ, đúng rồi. Ai mua cho con bộ đồ này? Áo. Ai mua? Bà Quang. Bà Quang. Cảm ơn Quang. Đúng rồi. Cảm ơn mẹ. Sao cảm ơn mẹ? Chào anh. Dạ có. Dạ có hả? Hay ở chú dạ tớ không phá. À, nó nói hello cô chú, dạ cố phá. Cố đâu rồi? Cố phá. Cố phá hả? Ừ, ba Quy đâu? Xin lỗi. Ba Quy xin lỗi hả? Còn Winston sao? Trời chết rồi. Winston bị ai đánh? Winston bị ai đánh? Winston à, ông bị chém rồi. Hả? Winston đánh rồi. Winston bị đánh à hả? Ai đánh Winston? Ai đánh Winston? Ba Quy đánh hả? Ba Quy ngủ hả? Còn mẹ Ngân còn chặt chân rồi hả? Ai mượn con? Chặt chân rồi chặt chân rồi hả? Con nói mẹ con có cần mẹ giúp con không? Kẹt chân ở dưới hả? Rồi giỏi quá, hết kẹt chân rồi. Nữa. Xạo à, cái đó con tự làm à. Kẹt chân nữa hả? Kẹt chân đau hả? Xạo quá đi. Xạo quá. Gì vậy? Đau hả? Đúng. Đi xuống hả? Trốn hả? Dạ. Trốn ai? Trốn ai? Chơi. Đồ này màu gì đây? Oxy. Màu gì? Oxy. Đâu phải oxy. Đó là màu yellow. Yellow. Đi đâu á? Xuống rồi. Xuống rồi hả? Mẹ xuống, mẹ xuống. Xuống chi? Mẹ xuống. Mẹ xuống nè. Đây, xuống. Rồi, xuống. Xuống đây con. 1 2 3 nhảy xuống. Không, tự xuống đi. Xuống. Rồi đem giục cho mẹ. Giục bên mẹ. Không. Giục ở đâu? Giục ở trời ơi, cái thùng rác ra không. Ừ. Rồi good job, đi rửa tay nha. Con cái gì? Thao bậy à, đừng có lại chơi chơi nè, tao bậy nè. Mày quýnh con nghe chơi. Quýnh con. Quýnh nhau ba sợ Phật. Phật ơi. Hôn Phật. Hôn một Phật miếng. Mặt. Mặt. Đúng rồi. Uống con Phật. Uống con Phật. Ê bậy. Uống con Phật. Mẹ quýnh con á. Quýnh con quá. Cái gì? Rồi đi xuống đây, đừng có chơi rồi bậy đi. Đi xuống. Không đi xuống nữa. Không đi xuống nữa hả? Bơi. Đi bơi không? Nam là dục ba bà. Dục ba bà. Dục unicorn. Dục unicorn hả? Unicorn. Này trời. Ôi xin lỗi. Đó cô chú ơi, chay đang ăn nuôi con mẹ nấu đó cô chú. Ừ. Gì vậy? Này hành ăn đại đi. Ngon, trời ơi, hành ngon quá vậy bạn trai không ăn. Y mẹ vậy. Mẹ này nấu nuôi cho chay ăn đó cô chú. Ngon lắm, bình nóc luôn. Rớt rồi thôi để đó đi. Rớt rồi để mẹ lụm. Ăn đàng hoàng để cho đừng rớt. Thì mẹ đút cho. Em đút ok. Trời ơi, có cái muỗng để làm gì mà nó lấy từ cái con. Ngon quá, mẹ cảm ơn chay nha. Cảm ơn chay. Trời ơi, nó dục hành ra hết rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Mà cái đó đâu phải hành đâu, cái đó là cái gì đó. Là đây, mẹ chùi tay.
cái đó không phải hành, cái đó là cái gì cộng ngò hả? Đây này mày đút rồi, mày đút không có hành. Mới phải miếng. Hả? Rồi, trời ơi nó gỡ, nó gỡ. Nó gỡ cái đó là hành phi đó. Hành phi. Ừ. Con kêu ai hả? Kêu ba đi. Ba ơi. Kêu ba đi. Ba ơi. Kêu lớn lên. Kêu lớn lên cho cô chú nghe coi. Ba ơi. Kêu mẹ coi. Mẹ ơi. Kêu bà ngoại coi. Mẹ ơi. Kêu Vincent coi. Vincent ơi. Kêu kêu Lucky coi. Lucky ơi. Kêu ông cố coi. Ông cố. Kêu ông cố coi. Cố. Leo. Cố ơi. Cố ơi ông. Kêu bà ngoại coi. Ốc anh. Kêu mâm mâm mâm. Mâm 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 hả? Trời ơi mẹ nấu nuôi ngon quá mà. Ngon quá. Ngon không con? Ngon quá. Trời ơi giỏi quá. Tự hào quá. Con có tự hào về mẹ không? Muốn. Cái gì? Ngồi xuống lấy cái gì mẹ lấy. Lấy cái gì? Muốn. Hả? Lấy cái gì mày lấy bát đi chay nha. Rồi đứng lên ngồi xuống ăn đi mày lấy bát. Để lên. Ngồi đó ăn. Ngồi cho tôi ăn cho cô chú coi để ăn qua. Gì nhả gì đó? Một tép. Nè, tép nè. Thì mày bấm vô cho cái tay con dơ lắm rồi đấy. Anh. Anh, ừ, trong đó là anh đó. Có chị không? Anh kẹo, kẹo. Ừ, kẹo. Rồi, Hải Miên đang ăn lại lên ngon. Thì mày đút cho. Khổ ghê nó thiệt á.